Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ nói chung và thờ mẫu Thượng Ngàn nói riêng trong sinh hoạt tín ngưỡng dân gian đã xuất hiện từ lâu đời, tồn tại và có sức sống lâu bền trong nhân dân, nhất là khi thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Những năm gần đây, Đền Đông Cung là điểm nhấn tâm linh tín ngưỡng của đông đảo nhân dân và du khách thập phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh, nhớ về nguồn cội. Mỗi năm có tới hàng trăm ngàn lượt du khách từ khắp các tỉnh, thành trong nước hành hương tìm về đền mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn dân hương kính mẫu, vãn cảnh đền và nguyện cầu cho quốc thái dân an, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an trong cuộc sống. Ngày hôm nay, Huyền Sử Việt Nam xin được kể câu chuyện về sự huyền tích mẫu Đông Cung, xin mời các bạn lắng nghe. Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cung hay còn được gọi là Lâm Cung Thánh Mẫu hoặc Bà Chúa Thượng Ngàn, là vị thánh mẫu thứ hai thuộc Tam Tòa Thánh Mẫu trong tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, bên cạnh thánh mẫu Liễu Hạnh và mẫu Thoải. Ngài là vị thần cai quản và là hồn thiên của vùng núi non và các cửa rừng ở khắp mọi nơi. Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cung bao đời giỏi theo dẫn dắt con cháu đi lên. Dưới sự cai quản của Ngài, người dân được hưởng mùa màng nào cũng bội thu, đợt đi săn nào cũng bắt được thú lớn. Vì vậy, nhân dân hết mực tôn kính và lập đền thờ phụng Ngài ở rất nhiều nơi trên cả nước, và đền mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cung là nơi chính thờ Đức Thánh Mẫu. Đền thờ mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn có ở khắp mọi vùng, nơi nào có rừng núi thì đều có đền mẫu thượng. Nhưng nổi tiếng bậc nhất vẫn là cụm di tích đền Đông Cung, đền Vọng Đông và đền Tuần Quán tại Yên Bái, là nơi mẫu giáng làm con gái nhà tù trưởng họ Cao. Đền Đông Cung tọa lạc tại thôn Bến Đền, xã Đông Cung, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, từ lâu đã nổi danh là một trong những ngôi đền linh thiêng nằm dọc sông Hồng. Đây còn là nơi thờ chính mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cung trong tục thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Theo ghi chép của Lê Quý Đôn trong Kiến Văn Tiểu Lục, quyển số 10, mục Linh Tích thời hậu Lê thì ngôi đền mẫu Đông Cung ngày nay, trước đây thờ Đông Quang Công Chúa nổi tiếng Anh Linh. Đông Quang Công Chúa là Lê Thị Kiểm. Bà là vợ của ông Hà Văn Thiên, người dân tộc Tày ở Đông Cung được triều đình giao cho cai quản vùng. Sách viết lại như sau. Văn Châu, một người thuyền hộ xã Kính Chủ, huyện Thanh Ba, nay thuộc địa phận Lâm Thao, Phú Thọ, là học trò hiệu Như Nguyễn Đình Kính. Giữa niên hiệu Bảo Thái, từ 1720 đến 1729, đi buôn ở Đông Quan, nay thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Bến sông này có miếu thờ Đông Quan Công Chúa vẫn nổi tiếng Anh Linh. Tục truyền công chúa là vợ đại vương miếu Ngọc Tháp huyện Sơn Vi, sau đổi là huyện Lâm Thao. Một hôm trời đã tối, Văn Châu thấy một người từ trong miếu Đông Quan đi ra đến chỗ thuyền đổ, gọi tên mình và bảo rằng, khi thuyền nhà ngươi trở về qua miếu Ngọc Tháp, phiền nhà ngươi nói giúp là kính tạ đại vương, chúa bà đã sinh con trai rồi, gửi lời về báo để đại vương biết. Nói xong liền biến mất. Đường thủy mà thuyền buồm đi từ Đông Quan đến Ngọc Tháp phải 3-4 ngày, thế mà ngày hôm ấy, Văn Châu bắt đầu đi từ sáng sớm mà đến giờ thân đã tới Ngọc Tháp. Chỗ này núi đá mọc nhô ra bến sông như hình ruột ốc, miếu ở trên núi, bên cạnh miếu có chùa Lăng Nghiêm, Văn Châu theo lời thầy dặn, đứng ở đầu thuyền nói lại rồi đi. Đông Quan công chúa là Lê Thị Kiểm. Bà là vợ ông Hà Văn Thiên, người Tày Đông Cung được triều đình giao cai quản vùng Đông Cung và ngoại vi. Ông Thiên, hậu duệ của Hà Đặc, Hà Bổng, trại chủ Quy Hóa, bị hy sinh trong chiến tranh chống quân Nguyên. Ông bà sinh hạ được một con trai. Khi ông tạ thế, bà Kiểm và con trai ở lại Đông Cung rồi mất tại đấy. Dân lập miếu thờ ông bên gành ngai, hữu ngạn sông Hồng, và thờ hai mẹ con bà bên tả ngạn, đối diện với miếu. Như vậy, mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cung đã được hình tượng hóa bởi một nhân vật có thật trong lịch sử, đó là Đông Quan Công Chúa. Nơi đây, bà Lê Thị Kiểm được hóa thân vào mẫu Thượng Ngàn. Trong niềm tin tâm linh của những con nhang đệ tử của tín ngưỡng thờ mẫu thì đền Đông Cung có vị trí vô cùng quan trọng, được coi là nơi ngự chính và nơi giáng sinh của mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn.
Nếu mẫu đệ nhị Thượng Ngàn ở đền Bắc Lệ, Lạng Sơn, là công chúa Quế Hoa, ở suối Mỡ, Bắc Giang, là công chúa La Bình thì ở Đông Cung, mẫu đệ nhị Thượng Ngàn Đông Cung là Lâm Cung Thánh Mẫu, vừa là bậc tối tú anh linh, quyền cao tối thượng, vừa gần gũi, bình dị trong hình hài một người vợ, người mẹ trần thế có lai lịch, gốc tích rõ ràng. Đây cũng là một trong những đặc điểm của các vị thánh trong tín ngưỡng thờ mẫu, vừa oai linh, vừa gần gũi với nhân dân. Ngôi đền không chỉ thờ mẫu Thượng Ngàn mà còn là đền thần vệ quốc, cùng các vị anh hùng Hà Đặc, Hà Bổng, Hà Chương, đã cùng vua quan nhà Trần trong kháng chiến chống quân Nguyên năm 1258-1288. Cứ 3 năm một lần lễ hội lớn thỉnh mời Dương Trần và linh hồn âm gian các xã tả, hữu ngạn sông Hồng trong phạm vi đường kính 70 km. Dòng họ Hà và thân chủ các liệt sĩ khởi nghĩa Giáp Dần, chống Pháp, thờ trong đền. Lễ đền Đông Cung có hai lễ chính. Lễ thứ nhất vào ngày Mão đầu năm, lễ hội đền Đông Cung chính thức được mở ra, vật tế thần là một con trâu trắng. Lễ hội thứ hai được tổ chức vào ngày Mão tháng 9 âm lịch hàng năm. Vật tế lễ là gạo mới, cốm xanh và mổ một con trâu đen dân lễ. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đánh giá, đền Đông Cung chính là cái nôi khởi nguồn và đại diện cho tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn trong hệ thống thờ mẫu của người Việt. Theo phong tục của địa phương, hàng năm từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch cùng những dịp cuối năm, các thành đồng theo tín ngưỡng thờ mẫu từ khắp các địa phương trên cả nước đều quy tụ về đây để làm lễ mẫu. Trong di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ nói chung và thờ mẫu Thượng Ngàn tại đền mẫu Đông Cung nói riêng, có một nghi lễ hết sức đặc biệt, đó là nghi lễ chầu văn hầu đồng, một nghi thức tín ngưỡng thực hành tiêu biểu nhất của đạo mẫu. Theo tục lệ gọi là bắt ghế hầu thánh,